là tới ruột rồi. Ruột gì anh nghĩ ruột là này là thả gió không? Thả chó nhá. Trong lúc em rap á mọi người hãy im lặng và bấm vào cái phần quà mọi người đáp vào mặt em á. Mọi người đừng có gọi tên nha. Vẫn là tôi ngồi nơi đây chẳng thoải mái không ngủ, tự trách bản thân cố gắng bao nhiêu tất cả vẫn là không đủ, không thể níu lấy đôi bàn tay đó, sự thật không thể trôi bỏ, cứ ung dung rồi tự tại thêm bình lặng. Em là cơn gió, gió không bao giờ dừng chân vì bất kỳ một ai cả, phải gió có thể thổi tan bao nhiêu ký ức vụn vỡ trôi thật xa. Gió hay cười, gió hay vui ở những nỗi buồn ở trong lòng, gió phải chấp nhận vị trí cô đơn quanh quẩn đâu đó trong cuộc sống. Hãy để tôi tan vào cơn gió đi theo tiếng gọi của tim mình. Nếu lần này tôi lại vấp ngã, ở đâu cho tôi được niềm tin? Tôi nhớ nụ cười, khuôn mặt đó, dù chỉ gặp trong một lần, kể cả trong mơ đưa tới tôi cũng không dám lại gần. Quá khứ chỉ để gọi tắt mới là hôm qua, trái tim vẫn còn lối nhịp phá bỏ rào cản khoảng cách khi yêu xa. Nhưng mà giờ đây chỉ mình tôi vẫn lang thang, vẫn đi nhặt từng lời hứa, từng mảnh vỡ đang tan ra ngay trước mắt. Buồn vì ai chứ buồn vì em, bao nhiêu đêm anh đến sẻ giọt nước mắt mặt chát trên môi, chấp nhận buông tay đâu phải dễ. Cứ mỗi đêm lại trẻ khói thuốc, nơi lấp lánh là biển xanh, hét thật to rồi khóc thật đã, cảm nhận ngược sau trái lạnh. Rồi muốn hỏi em có vui hay không, không còn phiền anh mỗi ngày, tự hỏi em có buồn hay không. Dòng tin nhắn vẫn còn ở đây, tên nhắn bà vẫn như cũ, vẫn là Hà Đào, tại sao không đổi trái tim hả anh kia ơi. Dòng tin tức cứ dành cho ai, chắc không phải là em đâu. Nếu hạnh phúc mà em đã chọn là đúng thì anh chấp nhận đâu. Yêu làm chi một cơn gió đã đang thổi qua đời mình, chắc em sẽ không muốn nghe anh hát nữa đâu, phải không mọi người ơi. À, em biết Hà Đào Đào là ai rồi.